Rồi, hello anh em ha. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Trước khi bắt đầu video thì anh em cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, cộng bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới ha. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một cái lô là gần 50 cái máy cưa, khá là khủng khiếp nha anh em. Thì dạo gần đây lâu lâu á em lên một lô khủng một lần. Rồi lâu lâu em lại lên hàng ngày á thì em sẽ lên một cái lô là dài 2-3 máy cho anh em xem, cho anh em dễ lựa. Chừng khoảng một tuần thì em sẽ lên hai lô, là hai cái lô nó lớn như thế này, nhiều máy như thế này thì cho anh em tha hồ lựa luôn. Đó là đáp ứng cho nhu cầu của anh em. Có nhiều anh em nói là mày lên máy nhiều quá tao không biết lựa con nào. Rồi có nhiều anh em thì lại nói mày lên máy ít quá, lên nhiều tao kêu mới phê. Đó nên là trong một tuần thì em sẽ lên một cái lô là vừa nhiều máy mà cũng có lúc là em lên ít máy, cho những anh em mà không có thời gian xem thì mình xem những cái máy mà thời gian nó ngắn, ít máy thì quay cái thời gian cái dung lượng thời gian nó sẽ ngắn hơn, thì dành cho những anh em mà không có nhiều thời gian để xem ha. Còn nếu mà anh em nào mà có thời gian rảnh rỗi mình xem, mình lựa giống như là mình đang đi bãi luôn nha anh em, thì mình lựa những cái máy này thì rất là ngon ha. Thì cái máy này á thì hàng bên em mua thì anh em có rất là nhiều sự lựa chọn, anh em rất là nhiều chỗ anh em mua đúng không? Đó, nhưng mà hàng bên em á là hàng tuyển, em chỉ bán là hàng đẹp, hàng ít xài bên Nhật, hàng còn ken xà beng, hàng chỉ mới một đời chủ từ đầu nha. Mua máy bãi thì anh em phải quan trọng thứ nhất là cái máy nó đẹp, cái thứ hai nó là đã có qua tay sử dụng tại Việt Nam chưa. Còn em bán là cam kết với anh em là không bao giờ em bán những cái máy mà đã qua sử dụng tại Việt Nam nha. Máy là từ Nhật về em mới bán ha. Ví dụ như anh em mua cái máy của em, anh em xài nhưng mà anh em xài mà chán rồi, anh em không có nhu cầu lại, anh em bán lại cho em thì em cũng không mua nha. Mà nếu mà có mua thì em mua giá rất là rẻ luôn, em mua về làm phụ tùng chứ không bao giờ em mua một cái máy nào mà em về em lại dựng lên là em bán lại cho những anh em khác, là em sẽ không bán, tại vì những cái máy đó sẽ không bao giờ ngon được ha. Rồi cái đó là cái kiểu bán hàng của bên em ha. Đó, cái quy tắc cái gu bán hàng của bên em là chỉ bán hàng từ Nhật về thôi, không bán hàng đã qua sử dụng tại Việt Nam. Đó, rồi ok, thì video clip này nó sẽ gồm có hai phần nha. Phần thứ nhất thì em sẽ review về thông số của máy, phần thứ hai em sẽ chăm xăng lên test nổ toàn bộ máy này lên luôn cho anh em xem, ưng con nào thì alo chốt giùm em ha. Thì trên mỗi máy thì em có đánh số cái mã máy, mã số cái máy và phía dưới là cái giá tiền. Thì trong cái lô này thì là sẽ là lô C nha, và nó có luôn lô A nha. Lô A thì anh em sẽ có ưu điểm là giá nó sẽ rẻ hơn lô C ha. Còn cái lô C là cái lô máy nó mới về luôn, thì là toàn những cái máy đời mới còn ken xà beng nha. Thì trong lô này nó sẽ có hai cái mã ha, mã C và mã A, thì anh em lưu ý ha. Thì ở đây là cái mã nè, ví dụ như con này là mã C3 nè, giá nó là 2,1 triệu nè, anh em lưu ý ha. Còn ví dụ như cái con này là mã A nha, A8 nè, giá 2,2 triệu nha. Đó, còn cái C8 là lại là một con khác nha, nên là anh em chú ý giùm em ha, hoặc là tốt nhất là anh em chụp hình cái màn hình lại cái máy mà anh em đang định mua, rồi nhắn gửi qua Zalo giùm em ha. Rồi ok, bắt đầu ha. Thì trong video clip này nó sẽ gồm có 5 cái con máy tay cục nha anh em, 5 máy tay ngắn. Anh em nào kiếm máy tay ngắn thì là xem 5 con đầu thôi, mấy con sau khỏi xem. Còn những anh em mà kiếm máy tay dài á thì xem những cái con sau, bỏ 5 con đầu. Rồi ok ha. Hàng ở phía dưới này thì đại đa số là những cái dòng máy phổ thông gia đình, giá bình dân. Hàng ở phía trên là những cái dòng máy nồng đứng, dòng máy cao cấp, dòng máy hệ, dòng máy công suất lớn. Còn phía trên nữa là những cái dòng máy bơm nước, giá từ 1,2 triệu ha. Rồi có một con tỉa cành luôn, còn lại là bơm nước nha. Cái con vàng đó là công suất lớn nha anh em, bơm vàng đó là bơm khủng khiếp lắm, 300-400 lít một phút nha ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô máy cưa ha. Rồi thì máy cưa tay ngắn thì anh em xài một tay thì gọi là tay ngắn nha mấy ông ha. Ví dụ như nè, dành cho những anh em nào chưa biết, mình cầm một tay ha. Còn ví dụ thằng tay dài là mình cầm không được nha, một tay cầm không được một tay dở lên rất là nặng ha, giống như là tập tạ không bao giờ mà cầm được. Thì cái tay ngắn nó giúp cho anh em leo chèo lên cao dễ đó. Còn cái tay dài thì nó giúp cho anh em cưa trong thời gian dài, nó không có bị mỏi. Mỗi thằng nó có ưu điểm riêng, do đó mới xài máy cưa lần đầu hoặc là cưa lặt vặt trong gia đình, trong nhà đồ thôi đó, thì mình xài tay ngắn cho nó dễ gọn nhẹ đó, thao tác đồ này kia nó xoay chuyển nó dễ. Còn nếu mà mình cưa nhiều, cưa quen rồi thì mình xài tay dài nha. Còn anh em mà có tiền thì mình chơi con tay ngắn, con tay dài là hợp lệ đúng bài luôn. Rồi đầu tiên là hai cái con này C1 và C2 ha. Đó, hai con này thì giá nó bằng nhau nha ha, giá nó bằng nhau nhưng mà nó khác nhau về cây lam nha. Con bên đây là tóp xanh ha, con bên đây là hai ghe ha. Hai thằng này đều là hàng nội địa Nhật nha anh em, tức là hàng nhập từ Nhật về, dân Nhật xài ha. Rồi mình về mình kiểm tra tất cả hoạt động ok là mình bán lại cho anh em ha. Đây anh em thấy máy này thì đời rất là cao nha, những cái máy này thì đời khoảng 2019 anh em, 2018-2019. Anh em nhìn cái lam thôi là anh em thấy là nó còn cực kỳ mới. Con này có khi là bên Nhật nó còn chưa xài, chưa nổ lên nữa.
Đó, mấy Nhật nó lạ lùng lắm nha, nó không giống như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình xài nát, xài chán, xài chê, xài banh ta lông rồi mới bỏ ra. Còn hàng Nhật á, có khi nó không xài, nó vẫn quăng ra, nó bỏ, nó không xài nha. Để cho mà nền kinh tế nó phát triển anh em ha. Đó. Rồi, đây là cái con C1 ha. Giá nó là 1 triệu 9 nha. Đó là lý do mà tại sao là cái hàng Nhật bãi là luôn luôn có giá trị trên thị trường. Chứ không có ai mà bán hàng đã qua sử dụng ở Campuchia hay là hàng xứ qua đã qua sử dụng tại Mỹ đâu kia ha. Chỉ có hàng Nhật là rất là hào phóng ha. Rồi con này thì là tấp xanh, con này hai con này thì công suất nó gần bằng nhau là khoảng là 26cc. Thì hai cái thằng này anh em tỉa nhánh cắt cành xài gia đình là tuyệt vời luôn. Ưu điểm của nó là nhẹ, trợ lực, có phanh, có lê gió tự động, có vú bơm luôn ha, có đầy đủ hết luôn. Đó. Thì hai con này là khác nhau về cái lam thôi. Cái lam bên đây là lam đầu tù. Còn cái con bên đó là lam Latin đầu nhọn nha. Anh em lưu ý ha, con đó là lam Latin đầu nhọn. Thì cái con này dành cho những anh em mà mình cắt tỉa nhánh hoặc là mình cắt kiển á, mà cần cắt mấy cái độ chính xác nó cao á, tại vì cái đầu nó nhọn như là lam dao Thái Lan á, thì mình đâm chọt vô này vô mấy cái gốc cái rễ thì xài rất là ok ha. Rồi còn cái con này thì nó không dụng hơn, cả hai con đều có cái hàm rồng nha, hàm rồng để đâm vô gỗ ha. Rồi cả hai con đều có trợ lực anh em ha. Rồi giá là 1 triệu 9. Rồi còn cái con này là Ruby ha, dòng này thì là dòng Bích Băng ha, dòng con này thì giá 2 triệu mốt nha. Đó, con này thì thương hiệu hơn, nó mắc hơn cái thương hiệu ha, nên là giá nó là 2 triệu mốt, với lại là nó cũng nhẹ hơn mà công suất nó lại lớn hơn nha. Thằng này thì nó tới tầm 31cc, thằng hai thằng bên đây thì 26cc hơn nha. Con này 31cc, máy lớn hơn á ha. Có thể là cái công suất của nó là cao hơn khoảng 30% so với hàng C1, C2 nha anh em. Đó, cái dòng Ruby này em hết trơn nè, tại vì nó nhẹ, cầm một tay nó khá là thoải mái. Còn thằng này cầm cảm giác cũng được nhưng mà cảm giác nó nặng hơn thằng này. Thằng này mình cầm cảm giác nó nhẹ và nó thoải mái, nó xoay chuyển nó dễ hơn, mà cái lam nó dài hơn nữa nha. Chút xíu nữa em đo lam cho anh em thấy ha. Con này Ruby nè ha. Dòng này á thì nó cũng có vú bơm. Đó, nhưng mà nó không có trợ lực nha. Trợ lực thì anh em lấy hai thằng bên đây nha. Anh em nào thích lấy trợ lực thì lấy. Còn con này thì là trợ trắng tay cầm nữa nè ha. Rồi hai thằng này thì là Hitachi và Hikuki. Thì anh em lưu ý nha, Hitachi và Hikuki đều là hàng Nhật nha. Rồi một số cái thằng Hitachi này thì đời nó là 28 nha, còn cả thằng Hikuki nè là đời nó 29 nha. Ở trên này nó có để luôn nè anh em. Ở tháng 1 năm 2019 nha. Thì tức là từ năm 2018, cuối năm 2018 thì cái tập đoàn Hitachi này nó đổi tên thành Hikuki. Do đó hai thằng này là trung hãng nha. Đó, thì anh em lấy Hikuki đó là giá 2 triệu 2. Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì trên thị trường thế giới mình thì cái tập đoàn Hitachi là nó đã đổi tên thành Hikuki nha. Do đó anh em lưu ý là đừng có nhầm tưởng là Hikuki là hàng nhái, hàng giả đâu này kia, là không phải nha. Nó là hàng chính hãng của Hitachi ha. Thì con này là 2 triệu mốt, con này thì đời cao hơn là 2 triệu 2, nó khác nhau vậy thôi. Thì cái dòng Hitachi này thì công suất là lớn nhất nha. Công suất là 34cc anh em ha. Trong 5 con thì hàng này là lớn nhất, có trợ lực nha. Rồi có phanh nè ha, có phanh, có lê gió tự động, có vú bơm ha, bóp là ra là nhảy về luôn đó. Còn như vậy là trong 5 con này thì cái con vàng đó thì nó lửng giữa hai con ha. Còn hai cái hàng này thì công suất lớn, hàng này công suất vừa rồi. Ok, bây giờ sẽ đo lan làm 3 tấc rưỡi. Con này cái làm quá đẹp anh em. 4 kg. Làm 3 tấc. 3 kg 7. Làm 4 tấc 2. 3 kg 7. Làm 4 tấc 2. 4 kg rưỡi. Làm 3 tấc rưỡi. 4 kg rưỡi. Rồi ok, vậy là mình đã xong 5 cái con máy tay nhánh nha. Thì cái hàng tay dài á thì dành cho anh em mình cưa dưới mặt đất nhiều nha. Với lại anh em cưa từ khoảng tầm nửa tiếng trở lên thì anh em nên xài cái hàng tay dài là ok nha. Thì hai thằng này là giống nhau, Echo với lại Makita, hay còn gọi là Echo 290, 282 đều là nó nha. Đây Echo Makita 290, còn bên đây là Echo 282. Hai này nói chung là một thứ thôi. Thậm chí là anh em lấy chụp giật bên đây anh em gắn qua bên kia và ngược lại là vẫn là vừa khích luôn, hoặc là cái ốp lam ở phía sau. Hai thằng này là y chang nhau nha. Nhưng mà cái con này á thì nó sẽ ngon hơn là nó xài cái bộ xích mới nha. Xích mới và cái lam nó còn chữ Makita luôn nè ha. Anh em nào mà thích xích mới thì lấy cái hàng bên đây. Với lại còn anh em nào mà thích cái màu đó, thể thao màu cam đen nó phối hai màu á, thì anh em lấy cái hàng bên đây là C6 ha. Thì con này rẻ hơn nè ha, con này thì rẻ hơn, làm xích gin luôn ha. Hai thằng thì nói chung là y chang nha. Hai con này thì có cái cục chống rung ở đây nè. Thì hôm qua em đã có làm cho anh em một cái video clip con A8 này, là anh em đi sẽ gỗ luôn nha.
xẻ gỗ chứ không phải là hạ gốc nha anh em. Xẻ gỗ tức là xẻ là dành cho những cái máy mà máy trong xưởng gỗ, mà máy người ta cái lưỡi rất là bự hoặc là cái máy công suất lớn người ta mới xẻ gỗ được, tại vì xẻ gỗ là nặng nhất trong cái việc mà cưa cây nha. Thì cái con A8 này là làm việc là thoải mái luôn, tại vì cái lam của con A8 này khá là dài ha, mà xích là xích mới nữa, nên là cưa là cực kỳ ngon nha. Hôm qua là mình đẩy nó tới giới hạn luôn nhưng mà nó vẫn cưa hoàn thành xong công việc rất là tốt nha. Thì hai cái thằng này là ưu điểm là rất là dễ xài dễ nổ, anh em nào mới xài máy cưa lần đầu nên xài hai dòng này là ok nha. Rồi còn hai cái thằng này thì thực ra nó là cái bản nâng cấp của hàng này thôi. Hai thằng sau này là đời nó sẽ là đời cao đời sau nha. À, và thứ hai nữa nâng cấp cái bô nha, cái bô của nó tiếng nổ nó hay hơn. À, thằng này là Echo ha, Echo. À, quên giới thiệu với anh em là hai cái thằng này là công suất nó là 31cc ha. Còn hàng bên đây đó là công suất là 34cc, hàng Maru bên đó là công suất là 31cc nha. Thì nói chung là nó cùng phân khúc thôi. Nhưng mà cái thằng Echo này là Echo Ngọc Trinh nè, cái màu đẹp hơn nha. Thì nó mắc tiền nhất là 2,3 triệu, tiếng nổ rất là hay ha. Chút xíu nữa em test nổ là anh em nghe là anh em sẽ biết được cái tiếng nổ nó nghe nó hay như thế nào ha. Cái dòng này là gần như là đời mới nhất của thằng Echo ha. Rồi công suất nó là lớn luôn, 34cc. Có cái tem made in Japan luôn nè ha. Đó, dòng này thì green. Green có nghĩa là xanh, thì chạy rất là tiết kiệm xăng và dễ nổ ha. Rồi cái thằng Maru này thì tương tự cũng giống vậy, giống như cái thằng Echo bên đây. Nói chung á là nó là giống như là iPhone 13, đây là iPhone 13. À, hai thằng này là iPhone 13 Pro Max gì đó, nó nâng cấp lên, nó có thêm nhiều cái tính năng công nghệ và đời nữa nó sẽ cao hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo làm bốn con này, rồi sau đó là mình sẽ chuyển qua là cái những cái dòng máy mà tuổi nha. Đó. Con này thì làm khá là dài nè, làm 4 tấc 2, 5 ký, làm 3 tấc rưỡi, 4 ký 7, 4 tấc 2, 4 ký 4, 4 tấc 2, 4 ký 7. Rồi, mình tới tiếp theo là những cái dòng máy là lốc nhôm nha. Dòng máy lốc nhôm thì là gần như là cái chụp giật cái mặt ốp, nói chung là nó nhôm full toàn bộ luôn, giống như là máy mà điện thoại iPhone vậy đó anh em. Thì những cái dòng máy lốc nhôm thì nó có ưu điểm gì? À, cái dòng máy lốc nhôm thì nó ưu điểm là nó sẽ thiết kế thì cái vật liệu của nó đương nhiên là chắc chắn ngon hơn nhựa anh em. Cái hai đó là nó có độ đầm nha, khi mà anh em cưa trong thời gian dài hoặc là cưa cây cứng á thì cái máy lốc nhôm cưa rất là đã, rất là nhàn nha, nhàn nó nhẹ nhàng hơn cái máy nhựa, tại vì mình không cần phải đè đặt cái máy xuống gỗ là tự động nó ăn xuống. Cái hai nữa là do là vỏ nhôm á, khi mà máy mình chạy lâu á nó tản nhiệt rất là tốt, thì nó giúp cho cái máy mình bền hơn, tiết kiệm xăng hơn, nó mát cái máy mình hơn ha. Còn nhược điểm là gì? Mỗi thằng đều có nhược điểm. Nhược điểm của máy lốc nhôm là gì? Nó sẽ mất tiền hơn máy vỏ nhựa. Cái hai nữa là cái máy lốc nhôm á thì anh em cầm nắm anh em sẽ nặng hơn là máy nhựa, nên là nếu mà anh em nào hít nhỏ gọn hít nhẹ thì nên xài những cái dòng máy nãy giờ em quay nha, xài gia đình. Còn nếu mà mình xài mà muốn chạy nó mình chuyên về chuyên môn hơn, về cưa tập trung về cưa nhiều hơn, về hở nhiều hơn đó, thì mình nên xài những cái máy lốc nhôm thì nó sẽ rất là ngon nha ha. Đặc biệt là nhờ anh em cưa củi nhiều thì nên xài nha. Rồi con này là Tanaka ha, con này thì nó tới 37cc nha anh em, lam khá là dài á, giá nó là 2,3 triệu nha, dòng Tanaka. Con này là chuyên cưa cây cứng nha, anh em nào mà cưa cây cứng hoặc là cưa cây có mũ, có nhựa, có cưa cây dừa rồi đó là anh em lên xài hàng này, cưa đã lắm nha. Rồi còn hai hàng này là Echo 302 thì nó lại chuyên về cưa củi nha, lam nó là lam Latin Zin luôn ha. Đây là một trong những cái dòng máy hiếm hoi mà nhà sản xuất rất là hào phóng khi mà trang bị cho nó là lam Latin luôn, tại vì lam Latin thường chỉ xuất hiện trên những cái dòng máy cao cấp từ khoảng là 3 triệu trở lên thì mới có lam Latin. Còn nếu không là anh em trở về là anh em độ chế lên lam Latin. Còn gin thằng này là gin của nó về là nó lam Latin luôn đó, thì nó sẽ thiết kế dành riêng cho những anh em mà cưa củi nhiều, cưa trên 1 tiếng thì anh em nên xài dòng Latin thì nó sẽ rất là trâu ha. Nó chuyên là cưa củi mà, thì dòng 302 là dòng chuyên cưa củi đó. Anh em nào mà có gu mua về cưa củi trong bà già cưa ở quê ở vườn nên xài 302 ok. Hoặc là những anh em ở Cà Mau, Trần Văn Hời, Ngọc Hiển, rồi đất mũi đồ này kia các kiểu đó thì cũng chuyên cưa mấy cây đước, cây tràm rồi đó, thì xài dòng này là ok nha. Rồi còn hai cái con cuối này là Echo 332. Hai con này thì thực ra nó là cái bản nâng cấp của hàng 302 này thôi. Thằng này là 302, thằng này là 332. Thì cái dòng 332 này á thì nó sẽ không còn là full nhôm nữa mà nó sẽ phối ha, phối ở phía dưới này là nhôm, còn ở phía mặt trên những cái điểm mà không cần thiết á, không cần thiết phải là nhôm á, thì nó sẽ
làm thành nhựa ABS, nhựa chịu lực thì nó giúp cho cái khối lượng của máy nó nhẹ hơn. Và đặc biệt là cái tiếng nổ của cái hàng 332 này sẽ nghe nó hay hơn hàng 302. Đương nhiên rồi, mắc tiền hơn mà anh em. Rồi đặc biệt là cái con C11 bên đó là cái lam nó còn chữ rất là đẹp luôn nha. Đó, nói chung là cái dòng 332 thì nó dành cho anh em cưa tầm trung hoặc là dòng tầm cỡ trung lưu đó, tầng lớp trung lưu chẳng hạn, như mình nói vậy cho dễ hình dung ha. Còn ba hàng bên đây là cái tầng lớp là phổ thông bình dân, giá nó mềm ha. Rồi ok, nói vậy là anh em dễ hình dung mình nên biết lựa cái máy nào phù hợp cho mình rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đo lam nha. Là 4 tấc rưỡi. Nói chung anh em không biết xài máy nào thì lấy về cho đi nha. 6 kg rưỡi. Còn là Tanaka này cũng ok nè. Làm 3 tấc rưỡi. 4 kg rưỡi. Làm 3 tấc rưỡi. 4 kg rưỡi. Hàng này xài là siêu bền nha anh em, nó là siêu bền á. Làm 4 tấc 2. 5 kg rưỡi. Làm 4 tấc 2. Con này đẹp à. 5 kg 4. Rồi, như vậy là mình xong. Xong cái hàng đầu tiên những cái dòng máy phổ thông, dòng máy bình dân ha. Còn ở hàng phía trên này là những cái dòng máy nồng đứng nha. Thì nồng đứng em sẽ tách ra nè ha, để em nhìn coi. Ờ đúng rồi, đó, sắp rất là hay nha. Bữa nay sắp khoa học lắm nè. Tách này ra ha. Rồi, thì nguyên cái vàng này là nồng đứng nha anh em, nguyên vàng này là nồng đứng 2 4 6 7 7 con này là nồng đứng. À, còn lại từ đây về đây là nồng nằm. À có một con nồng đứng nè, con này lấy ra luôn. Đó, để chút xíu mình nói đây, này là chùm và khai thác ha. Rồi em dồn đây là gì mình cái đi. Đó, còn lại là nồng nằm hết nha. Đó, còn ở đây là nồng đứng. Thì nồng đứng là xài cho cái mục đích gì? Thì anh em nào mà hạ cây đứng nhiều quá ha, mình là cưa hở nha. Thì hở cưa cây á, lúc nào người ta cũng có một cây nồng đứng, một cây nồng nằm nha anh em. Đó là chưa kể con nghe máy tay ngắn rồi mình không nói nha. Nhưng mà cưa hở là lúc nào người ta cũng có máy nồng đứng, máy nồng nằm. Thì cái máy nồng đứng là người ta để hạ gốc nha. Anh em nào muốn hạ tốc độ nhanh, hạ gốc tốc độ nó mượt mà, nó không sượng thì xài nồng đứng. Hoặc là anh em xài gia đình mà chạy nó muốn mà kiểu mà mình chỉ cần cái máy mà chạy nó khỏe thoải mái thôi, mình không quá chú trọng về cái mức độ tiết kiệm xăng, thì mình lấy cái hàng nồng đứng, phải nói là cưa là tuyệt vời nhất trong tất cả dòng máy cưa nha. Đó, thì anh em muốn kiếm cái máy mà chạy nó sướng nghe phê lỗ tai thì cứ lấy nồng đứng. Còn nồng nằm đó, tại sao người ta lại nồng nằm? Thì cái hàng nồng nằm á là sau khi mà hàng nồng đứng nó làm xong việc rồi đó, thì người ta sẽ lấy nồng nằm ra người ta cưa. Ví dụ như hạ cái gốc to tổ bố rồi, nhưng mà cần khoảng một tiếng để mình sẽ gỗ ra thì mình phải xài nồng nằm nha. Hàng nồng đứng nếu mà mình cưa lâu á thì nó sẽ đổ tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ cao hơn hàng nồng nằm. Do đó là hai hàng nó được thiết kế ra cái phân khúc nó là như vậy ha. Đó, do đó nếu mà mình xài gia đình thì mình nên xài nồng đứng, hoặc là anh em khai thác nhiều á thì anh em xài nồng đứng. Còn nếu mà mình chuyên về cưa củi nhiều, cưa trong thời gian dài một loại gỗ thôi, nhưng mà cưa trong thời gian dài hoặc là xẻ gỗ đó thì mình xài nồng nằm ha. Rồi ok, đó. Con này là mã nó là A11 nha, con này là Makita nồng đứng nha. Đây là một trong những cái dòng máy nồng đứng nhỏ gọn mà chạy cực kỳ bốc nha, mà giá là mềm ha. Đó, giá chỉ có 2 triệu 3 thôi, bằng một con nồng nằm nha. Tại vì thường nồng đứng là giá rất là cao, từ khoảng 2 triệu rưỡi đổ lên. Đó, chút xíu này em sẽ quay cho anh em thấy. Rồi đây là con Nakatomi nha. Con này thì cái tem dán chơi hơn nha. Nó là Nakatomi, máy đời mới, khoảng đời khoảng 2017 nha. Con này thì công suất nó có 55cc nha, dành cho anh em mà cưa khai thác khủng nhất nha. Như vậy là trong máy nồng đứng này thì cái con này là giá là rẻ nhất mà lại công suất lớn nhất nha. Thì đây là hai cái con mà giá mềm nhất cho anh em nè ha. Rồi còn cái thằng Tanaka bên đây á là 2 triệu rưỡi nha. Con này là đi cái xích mới luôn. Đó, nồng đứng mà xích mới thì anh em xài là cực kỳ ngon. Đời cũng rất là cao nha, mới sản xuất cách đây vài năm thôi, chụp giật là trợ lực nha. Đây cái nút công tắc mà nó còn rõ nét đây luôn nè, anh em hiểu rồi nè ha. Giá của nó là 2 triệu rưỡi nha. Thì cái con này công suất nó khoảng tầm khoảng 35cc ha. Rồi còn hai cái hàng bên đây á là nồng đứng. Con này là dòng này là dòng gì đây ta, dòng G nha. Con này là dòng G3500 nha anh em. Dòng này là dòng G3500 có trợ lực nè ha. Đó, còn cái con bên đây á là cái hàng Shinawa nồng đứng cũng là 35 luôn. Thì hai cái hàng này thì công suất của nó là khoảng 37cc nha, 37cc. Nhưng mà hàng bên đây thì nó thiên về công nghệ nha, ví dụ như là chống rung, trợ lực đồ này kia, thì con này nó mạnh hơn ha. Còn cái hàng Shinawa thì nó thiên về độ trâu nha, độ trâu với lại tiết kiệm xăng. Hàng này thì nó không có trợ lực như hàng này, do là nếu mà anh em nào hít công nghệ thì lấy hàng bên đây. Còn nếu mà hít thương hiệu với lại hít mà cực kỳ trâu, cực kỳ bền,
cái gì cũng bền nhất, cái gì cũng tiết kiệm xăng nhất, thì anh em lấy Shinawa là không chạy đâu cho hết nha. À, hàng này là ok ha, hàng Shinawa bên đây á, là 2,7 triệu nha, còn hàng này thì do nó có nhiều công nghệ hơn là giá nó là 2,9 triệu anh em ha. Đó, giá rất là dễ tiếp cận nha. Đây là nòng đứng hết nè. Rồi, một em Husqvarna 36, con này thì cũng 37cc, nhưng mà dòng Husqvarna. Dòng này thì những anh em ở miền Trung với miền Bắc là cực kỳ thích. Bữa nay em săn cho anh em được một cái con máy mà nó còn quá đẹp, quá liền quạt, quá kênh xà beng nha. Con này thì 3,1 triệu anh em ha. Đây, Makita nha, Makita mà hàng tuyển nha. Đó, hình thức là còn rất là đẹp, chút xíu nữa em test nổ lên là anh em nghe ghiền liền. Con này thì là 3,1 triệu cho anh em ha. Đó, Husqvarna chính hãng có công nghệ air injector, tức là khi mà cái máy nó quay đó thì nó sẽ lấy gió lên thì nó làm sạch cái lọc gió. Lọc gió là lúc nào cũng tự động được làm sạch ha, rất là ngon. Đó, rồi một em Ryobi hoa hậu trong cái lô ngày hôm nay ha. Con này thì đời rất cao luôn, con này chắc khoảng đời 2018-2019 gì đó. Đây, made in Japan ha, cái đời này là cái đời được sản xuất tại Nhật luôn nha. Nó có một số phiên bản cũng y chang gì, nhưng mà nó sản xuất tại Trung Quốc thì giá nó rẻ hơn nhiều nha anh em, cũng y chang vậy luôn, cũng là Ruby chính hãng nhưng mà nhà máy đặt ở Trung Quốc á. Còn hàng này là được sản xuất tại Nhật luôn đó, thì giá nó là 3,5 triệu nha. Hàng này thì nó có trợ lực nè, rồi mở cái nắp lọc gió bên trong, cái bộ đồ lòng bên trong nó còn mới đét luôn, cái cục mà lọc gió của nó còn cái bông lọc gió của nó trắng như là bông mạch tiết vậy nè, rất là đẹp nha. Rồi nói chung là nói về cái hệ thống chống rung cho máy cưa thì cái hàng Ruby này em đánh giá là nó là chống rung tốt nhất luôn nha, tốt nhất hệ mặt trời luôn, cực kỳ đã, cực kỳ êm. Hầu như anh em cưa là không phát hiện được cái độ rung khi mà mình đưa vô gỗ cưa cây luôn. Con này xài rất là ngon nha. Con này thì công suất của nó thì cũng khoảng tầm 36-37cc nha anh em, rất là ok ha. Rồi, con này là C15, giá nó là 3,5 triệu ha. Rồi còn cái con này là mã C18 ha, con này thì 4,1 triệu ha. Con này 4,1 triệu C18 nha anh em. Con này là Shinawa ha, dòng nòng đứng. Con này thì dòng máy vua về khai thác rồi. Xích của nó là xích lớn luôn, xích lớn nha Nam. Thì cái con này là ông chùm về máy cưa nha. Nó là máy cưa khai thác công suất lớn nhưng mà lại nằm trong top những cái con máy là tiết kiệm xăng nha. Tức là nó khai thác rất là khỏe, cưa rất là khỏe nhưng mà nó lại tiết kiệm xăng, như là một cái dòng máy nó chỉ ăn xăng hơn cái dòng máy cưa gia đình chút xíu thôi. Đó, đó là cái ưu điểm của hàng máy vua này ha. Rồi với lại ngoài ra thì nó sẽ có thêm mấy cái cục trắng trắng này. À, cục này không phải thiết kế cho đẹp đâu nha, mà nó để là tản nhiệt nha anh em. Nó giống như mấy cái cục mà cánh nhôm ở trong xe máy mình quạt các nước tản nhiệt rồi ha. Thì khi mà cái lam mình nóng lên thì qua mấy cái cục trắng này nó bay nhiệt đi rất là nhanh ha. Đó, đó là cái ưu điểm của cái hàng lam mà gọi là lam đứt khúc của Shinawa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đo lam nha. Đó, nguyên một dải luôn. 2, 4, 6, 8 con nằm đứng nha anh. Làm 4 tấc 2. 4,8 kg. Làm 5 tấc. 6,2 kg. Làm 4,5 tấc. 5,1 kg. Làm 4,2 kg. 5 kg. Làm 4,2 kg. 5 kg. Làm 4,5 kg. 5,7 kg. Làm 4,5 kg. 5,1 kg. Làm 5,5 kg. 5,7 kg. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tới những cái dòng máy nòng nằm nha. Đó, thì nãy mình có những cái dòng máy nòng nằm, ví dụ như là 302 với lại là 332 như em đã có giới thiệu cho anh em nãy đó ha. Thì dòng phổ thông, dòng trung cấp ha, còn những cái dòng này là dòng cao cấp nha anh em ha. Đây là dòng cao cấp ha. Thì cái dòng cao cấp này nó sẽ có gì? Thứ nhất là cái công suất của nó sẽ rất là khỏe nhất trong phân khúc để anh em cưa củi. Cái hai nữa là cái kích thước của nó thì nó cũng giống như là những cái dòng trung cấp hoặc là dòng phổ thông, nó chỉ to hơn chút xíu thôi nhưng mà hầu như là không đáng kể.
thì để cho anh em thấy, em sẽ để cho anh em một cái con 332 nè, 332 và 362, anh em nhìn thấy không, cái hình thức là y chang nhau, nó chỉ mập hơn chút xíu thôi. Nếu mà để ý kỹ hoặc là để nằm gần 332 anh em mới thấy. Thì cái dòng 362 này phải cứ nói là cưa cực kỳ khỏe nha. Anh em mà có tiền thì chơi cái dòng 332, 362 này với lại cái thằng Makita này nè, cũng gọi là Makita 362 luôn. Thì hai cái thằng này cưa phải nói là cực kỳ đầm, rất là sướng nha. À, trong cái tầm máy đồng nằm mà đáng mua nhất trên thị trường hiện nay của máy bãi thì thứ nhất là Echo 362 hoặc Makita 362. Cái hai nữa là dòng Shinowa 305. Đó là top 4 cái con máy mà nồng nằm cưa củi mà hột phân khúc cao cấp xài rất là sướng, tiếng nổ hay, máy thì rất là khỏe, lực hơn những cái dòng 332, 302 nhưng mà nó lại ăn xăng như những thằng đó luôn. Nó có một kịch trí là vậy là rất là hay ha. Con này thì là 2.8 lam latin nha. Xích còn rất là dày anh em ha. Còn con bên này thì cũng vậy luôn, nhưng mà con bên này được cái là nó sử dụng xích liên hoàn nha. Xích liên hoàn tức là nó không có cái khoảng cách giữa cái mắt xích nối nha. Ở đây thường là một mắt cưa, một mắt nối, một mắt cưa. Còn thằng này xích liên hoàn thì là mắt cưa liên tục luôn, thì cái thằng này nó sẽ cưa nhanh hơn cái thằng bên đây. Đó là cái ưu điểm của thằng xích xích liên hoàn nha. Thằng này thì nó sẽ ngon hơn nè, nó được cái là cái bộ xích đó. Còn thằng bên đây thì là ngon hơn ở chỗ là nó đi cái lam latin ha. Rồi còn về ông vua của cưa củi, về ông vua của máy nồng nằm thì đây là dòng Shinowa 305 nha. Dòng này nếu mà anh em nào mà có xưởng gỗ hoặc là xưởng cưa hoặc là một cái dựa cây mà cưa củi nhiều để bán kinh doanh đó, thì anh em nên xài dòng 305 này, nó đem lại lợi nhuận cho anh em rất là nhiều luôn. Cưa ăn xăng hầu như là không đáng kể nha, nhưng mà làm công việc là anh em có thể làm từ sáng tới chiều thoải mái vô tư luôn. Hai con này thì giá là 3.5 triệu nha, máy là máy lốc nhôm luôn nha. Dòng Shinowa thì anh em cứ xác định nó là dòng máy vua nha, cũng giống như là bên xe máy mình cứ nói là Honda là dòng máy vua, rồi bên xe hơi ví dụ Toyota chẳng hạn ha. Thì mỗi hàng nó có một cái thế mạnh riêng. Rồi bây giờ em sẽ đo cho anh em bốn cái máy nồng nằm này trước ha. Rồi còn ba cái này á là máy công suất lớn nha nè. Làm 4 tấc 2. 5 ký 6. Làm 4 tấc 2. 5 ký 6. Làm 4 tấc 2. 6 kg. Làm 4 tấc rưỡi. 6 kg. Rồi còn ba cái hàng cuối này á là máy công suất lớn nha. Đó, máy này công suất lớn nhưng mà giá thì rất là bình dân. Thay vì anh em đi mua một cái máy cưa tàu anh em xài để cưa nhưng mà nó hao xăng, uống xăng như uống bia, thì anh em nên đầu tư mua hai cái máy bãi này, rất là dễ xài, chạy cực kỳ lành và đặc biệt là cực kỳ ít hao xăng. Đây là con Echo 452 ha, con này chỉ có 2.5 triệu thôi mà anh em được một cái con máy Nhật lam latin 45cc, tìm đâu ra được đối thủ mà có máy mà rẻ hơn, mà ngon hơn, mà chất lượng hơn, mà bền hơn của con này ha, 2.5 triệu nha. Còn anh em mà muốn khủng khiếp hơn nữa thì có Echo 601 ha, thì hầu như cái cưa cái cây mà cỡ cái bàn này chắc còn cưa được nha anh em. Đó, đây là Echo 601 ha. Còn cái con này thì ông chùm cuối nha, Austin. Thì dòng này thì anh em ở ngoài Bắc, ngoài miền Trung thì cực kỳ khoái, cực kỳ hít luôn. Và bữa nay em săn cho anh em một cái con máy cọp nha. Máy này thì nó về phải nói là giá nó hượng vàng hạ cám nha. Đó, máy này là anh em phải mua, máy này thì cực kỳ nồi đồng có đá luôn, anh em chạy phải nói là rất là trâu. Lam là lam titanium xích bự luôn, mà anh em mua mấy máy này thì anh em phải săn nha. Anh em mua bậy bạ về sửa chết luôn á, tại vì cái dòng này thì phải là đúng hàng cọp, hàng chuẩn, hàng Nhật về nha. Chứ còn mà sàn mà sang tay qua Việt Nam rồi xài nó không có ngon được nha anh em. Đó, con này là giá 2.9 triệu cho anh em về là xài chuẩn chỉ luôn. Nước sơn là nước sơn zin, màu thì màu trắng mà nó còn đẹp như thế này thì anh em biết là máy nó còn keng xà beng như thế nào nha. Đó, có hàm gồng, có sợi gỗ rồi này kia các kiểu nha. Rồi con này 2.9 triệu, con này thì công suất nó 61cc luôn, con này là nó cũng bằng cái thằng Echo bên đây ha. Rồi đo ba con này nữa mình kết thúc cái máy cưa nha. Làm 5 tấc 8 kg. Làm 5 tấc 8 kg rưỡi. Làm 4 tấc rưỡi. 8 kg 7.
Rồi ok, như vậy là mình kết thúc nguyên một lọt cưa ha. Còn ở phía trên này là những cái dòng máy bơm nước nha anh em. Bơm nước này thì là chuyên về tưới gãy nha. Anh em nào mời tưới gãy, hút giếng, hút nước thải, hút nước mưa, đồ này kia các kiểu à, xài dòng này nha. Em cầm lên thử một con này cho thấy nó gọn nhẹ như thế nào. Đây, rất là gọn nha, cầm hai máy luôn đó. Nó gọn như đồ chơi với anh em ha, rất là nhẹ. Rồi đó, thì dòng này anh em về anh em tưới gãy tưới gao rồi này kia là tuyệt vời nha. Cái đặc biệt ưu điểm của nó là chỉ cần việc mình gắn ống vô hơi lên ga là tự động nó hút, nó hút giống như là mình dùng cái miệng mình hút ống hút vậy đó, khỏi cần phải mồi, khỏi cần phải xài lớp bê van một chiều về các kiểu. Rồi cái hai nữa là mình khi nào mà khô hạn hoặc cần bơm cái gì đó thì chỉ việc là mình xách cái bơm mình đem đi gắn ống cắm nó xuống nước bơm lên rồi xong mình xách về, khỏi sợ ăn trộm ăn xiết gì hết. Đó là cái ưu điểm của nó nha. Mà bơm thì rất là khỏe, khoảng gần 10 khối một giờ ha. Đó, lưu lượng là khoảng 120-130 lít một phút. Và cá biệt thì có cái con này Robin thì nó tới 300 mấy 400 lít một phút nha. Khủng khiếp lắm, cái ụ bơm nó tà bá vậy nè. Rồi con này thì là máy tỉa hàng rào nha. Con này thì tỉa hàng rào. Mấy máy bơm này thì bữa hổm em có làm một cái clip cắm bơm tưới trực tiếp luôn. Anh em nào có quan tâm á thì liên hệ qua số hotline nè, nhắn qua cho em qua Zalo đi. Em sẽ gửi cho anh em mấy lít test bơm của mấy con này là khỏe lắm anh em ơi. Sự bơm phải nói là cực kỳ phê luôn. Chỉ việc á là nổ ganti thôi, nổ lai gai nước nó gào vào. Chỉ cần nổ ganti thôi nha là nước lên luôn. Đó, rẻ nhất là con này 1.2 nha. Đó, con này 1.2, con này 1.3. Đó, hai con này Rubin thì 1.6 nha. Con này cũng vậy luôn, con này thì có van xả bê tông 1.6 luôn. Con này thì dòng Komatsu nha. Con này Komatsu 260. Đó. Rồi, con bên đó Marunaka, con đó đời mới, máy công suất lớn hơn đó, con đó thì 1.7 ha. Con này thì tỉa hàng rào hai lưỡi 1.8 nè. Rồi, còn con Rubin này á thì là ga gì đây? Ga tự động luôn. Đó, ga tự động luôn nha. Con này thì nói chung là cái vỏ nó là vỏ kim loại nên là nó về nó bị mấy thằng khác khứa đâu. Nó hơi chạy chút xíu nhưng mà nó không một mọt gì hết nha. Đó, rất là châu bò ha. Nó chỉ xấu chút xíu rồi anh em nào mà kỹ á thì về mình xịt sân bóng lại chút xíu là ok nha. Con này thì em để zin nữa nó vậy luôn. Không có dọn lại nha. Dọn lại mất công mất zin nhiều anh em hết zin. Đó, cái ụ bơm nè, đáng giá đồng tiền bát gạo không? Cực kỳ chắc chắn nha. Đó, ống này anh em xài ống 60 là thoải mái vô tư luôn. Bơm là cực kỳ khủng khiếp ha. Giá nó 1.9 triệu thôi nha anh em ha, giá 1.9 triệu. Rồi. Đó, bơm thì em quay sơ lược ha, anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì nhắn qua Zalo em tư vấn thêm cho anh em ha. Rồi bây giờ em sẽ châm xăng vô test nổ những con cưa lên, anh em ưng con nào thì liên hệ ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Trước khi bắt đầu test thì anh em nhớ cho em một lượt bấm đăng ký kênh nha. Để không thôi nhiều anh em nói không bấm đăng ký kênh rồi lúc mà em lên clip anh em không có xem được hoặc là xem sau. Bữa nay lên mà 2-3 bữa sau anh em mới xem mới thấy á. Thì nhiều khi những cái con máy đẹp, máy ngon như mấy con hoa hậu rồi đây ha. Thì những anh em khác lấy thì mình tiếc nha. Rồi ok anh em ha. Con này có trợ lực, có phanh, có vú bơm, có le tự động luôn nha anh em. Có tá lả linh tinh mà có quá đẹp luôn. Chỉ không có là gì phải không? Không có cái hùng rồi nha anh em. Con này mà đưa cái hùng đó là như máy mới nha. Chị mừng quá đẹp ha. Màu vàng độc lạ luôn, vàng chanh nha, chứ không phải là vàng đậm nha nè. Đó, màu này rất là đẹp.
lực, có phanh, có vú bơm, có le tự động luôn ha. Dòng này thì rất là bốc nha, anh em có thể hạ cây đứng được luôn. Rất là nhạy nha. Không, dòng echo thì nổ cực kỳ quy lực nha anh em. Dòng này thì tiếng nổ rất là hay nha anh em, có phanh ha. Đó, có phanh, có tăng đưa trên lam luôn, rất là ngon ha. Máy nó sẽ chạy, nó sẽ tiết kiệm xăng hơn nha. Đó, cực kỳ quy lực luôn. Cũng là nó đó, hai cục cao su chống rung nè ha, rất là êm ái, điểm chân nè ha. Đó, bước đạp nè, có chắn tay cầm luôn, xài rất là ok. Rồi, con này dành cho những anh em mà hít nhẹ nhàng, êm ái, không hít quá ồn ào thì anh em lấy con này cho em. Anh em có thể thấy là nó nổ gan ti, nhưng mà em nói chuyện rồi em còn lớn hơn tiếng gan ti đó nữa không. Đây là dòng máy luôn nè. Rất êm ái.
Avanti thì rất là nhẹ nhàng nhưng mà lên ga lớn là rất là quy lực ha. Đó là cái ưu điểm của thằng Maruyama ha. Echo 332 nha anh em, tiếng nổ rất là hay luôn. Rất là phê lỗ tai ha. Có cái con mắt hằng cảnh báo cái lượng nhớt lam đây luôn ha. Dòng này thì nổ cực kỳ đậm luôn và tiếng nổ cực kỳ hay, không chê vào đâu được ha. Xe nồng đứng mà em chỉ ngồi thôi, kéo dây ra thôi là nổ rồi ha, khỏi còn phải đứng mà thủ thế giật gì hết, rất là nhẹ nhàng anh em. Con này sống luôn rất là tốt nha anh em, dòng Tanaka nồng đứng đây nè, tích này tích mới luôn nè. Công suất nó lớn, cưa nó khỏe, có chống rung mà lại muốn giật nó nhẹ mà lại không có muốn giũa xích, về xài luôn xích mới, lấy con này cho em là ok ha. Con này thì công nghệ cực kỳ nhiều nha anh em, trong đó là trợ lực nè, chống rung và đặc biệt là tiếng nổ của nó có cách âm rất là tốt nha. Đây em nè, thử cho anh em xem nè. Đó, khi mà về Ganti là cái tiếng nổ của nó so với những dòng máy khác là rất là nhỏ nha, cực kỳ êm ái luôn. Màu thì là màu đỏ đen ha, à, phối màu đỏ đen thì anh em biết rồi, màu thể thao nha, phiên bản thể thao trợ lực nè, kéo nhẹ thôi là nổ rồi, có phanh luôn ha. Nói chung là cái con này là trang bị công nghệ là đầy mình luôn, xích thì còn cực kỳ dày, hơn một lớp đốt ngón tay em luôn. Tiếng nổ là nó êm như xe máy vậy đó. Rồi con Havana 36 anh em, con này cũng nằm trong top những cái con máy mà có tiếng nổ rất là êm ái nha.
đó, hay còn gọi là cách âm đó ha, rất là êm, có công nghệ e injector luôn, nó thổi gió lên tự động làm sạch ha. Nổ rất là uy lực đó, anh em có thể cảm nhận được cái tiếng gầm gừ của thằng Cubana ha, tiếng nổ của nó rất là có uy lực nha. Cái cục đen đen ở đây nó có tác dụng là dập tắt dao động, chống rung đó ha. Hoa hậu đẹp nhất trong cái lô ngày hôm nay anh em, Riwi ha, quá đẹp luôn. Con này phải nói là còn mới cáo nha. Con này thì nổ lên nẹt ra cái là anh em biết có quy lực như thế nào rồi ha. Đây em thử cho anh em xem nè, cực kỳ khỏe nha. Đấy, xích con này là cực kỳ bén nha. Đó, lốc có giặt mép trên da băng nè ha. Đó, anh em thấy không? Đó, rất ngon. Con này xài rất là đã anh em. Để cho 362 nổ cực kỳ đậm luôn. Tí nổ thì quá hay, không chê vào đâu được. Không về Ganty là nổ bằng 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 nghe sướng cái lỗ tai đó. Ganty nghe rất là phê. Rồi, xin qua 305 ông chùm về cưa củi nha anh em. Có vậy thôi là anh em dễ chơi à. Ông chùm về cưa củi tại vì cực kỳ trâu và cực kỳ tiết kiệm xăng. Dòng này thì lốc nhôm full nha nè. La
lắp lá tinh, đầu nhọn, lắp dài nha anh em. Cái lam còn giữ cái nawa luôn nè ha. Nói với anh em là ngoài về độ bền, về độ trâu thì cái thứ ba nữa đó là cái xích của nó là xích cực kỳ cưa, cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp. Cái đường cưa rất là đẹp. Và cái đặc biệt khi mà anh em cưa củi là cái số lượng mặt cưa mà nó tạo ra cực kỳ ít nha anh em. Do đó là anh em cưa sẽ được tiết kiệm được cái lượng gỗ rất là đáng kể. Cái mặt cưa nó ra rất là ít, ít hơn khoảng gấp 3 lần so với những cái máy cưa, máy tàu, máy Trung Quốc nha. Đấy. Cho 61cc nha anh em. Rồi cũng là bộ chúa nha anh em. Con này thì là cực kỳ khỏe nha. Và nó có thêm lúc có cái chức năng là vô số nha nha. Và có thể là bình thường mình nạt là nó không lên. Nhưng mà mình nạt cái cháy nữa là nó vô số nó lên nha. Đấy là nó bắt vô xích á. Cơ phân khối lớn á, mô tô đồ này kia đó, nó có được cái tiếng mà nó gầm rồi như vậy á.